Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Tại các vùng biển phía Bắc, thời tiết và tình trạng biển còn ổn định trong ngày mai. Sau đó, từ ngày 18 tháng 11, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, sẽ có gió mạnh dần lên mức cấp 6, giật cấp 7, kèm theo mưa dông xuất hiện và gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải. Trong khi đó, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc cũng hoạt động mạnh trở lại ở mức cấp 6 đến cấp 7, biển động hơn và ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải. Trong khi đó, tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, trong hai ngày tới, gió còn thổi yếu, cùng với thời tiết tốt sẽ là những điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Tuy nhiên, cũng từ ngày 19, gió Đông Bắc sẽ hoạt động mạnh dần, cho nên tàu thuyền cần hết sức lưu ý. Tiếp theo, mời quý vị và bà con cùng đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và bà con ngư dân, thời tiết trên tuyến hải trình từ Hải Phòng đến Bạch Long Vĩ cũng chỉ còn thuận lợi cho đến hết đêm nay và ngày mai. Sau đó nằm trong vùng tác động của không khí lạnh, cho nên trong ngày 18 tháng 11, gió Đông Bắc trên tuyến hải trình này sẽ tăng lên mức từ cấp 5 đến cấp 6. Chiều tối đến đêm đạt mức cấp 6, giật cấp 7 nên tình trạng biển động hơn, đi cùng là mưa dông nên không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Trong khi đó, với khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong đó có tuyến Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, gió Đông Bắc thổi với cường độ trung bình. Thời tiết và tình trạng biển sẽ còn ổn định trong 2 ngày tới, nên các tàu thuyền có thể lưu thông bình thường. Sau đó, từ ngày 19 tháng 11, gió Đông Bắc trên vùng biển này cũng tăng dần cường độ lên mức cấp 5, có lúc cấp 6, nên tàu thuyền nhỏ cũng cần hết sức lưu ý để có kế hoạch lưu thông sao cho hợp lý. Với tuyến hải trình từ Vũng Tàu đến Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong 2 ngày tới, thời tiết và tình trạng biển còn bình thường, cùng thời tiết ổn định và thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt gần bờ của bà con ngư dân. Tuy nhiên, từ ngày 19 tháng 11, gió Đông Bắc trên vùng biển này khả năng tăng cường độ lên mức cấp 5, có lúc đạt cấp 6, biển động hơn và gây trở ngại cho tàu thuyền nhỏ của bà con. Trên tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, dự báo trong 2 ngày tới, tại đây tiếp tục có gió thổi yếu, nên tình trạng biển bình thường và sóng biển thấp. Ngoài ra, thời tiết tại vùng biển này được dự báo sẽ không có nhiều biến động đặc biệt, với mưa chỉ xảy ra vài nơi nên tầm nhìn tốt và tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.